Và như mình đã nói lúc nãy thì chiếc xe này giống như cái trứng cắt đôi. Và tại sao cái trứng lại có hình như vậy? Tại vì con gà nó cần dễ đẻ và một chiếc xe cần phải đỡ cản gió thì nó mới tiết kiệm được. Mới cách đây mấy ngày thì Hyundai thành công vừa mới ra mắt một chiếc xe mà mình nói thật đó là nó sẽ phá đảo thị trường luôn. Đó là chiếc Hyundai Stargazer, một chiếc xe phân khúc MPV 7 chỗ. Phân khúc này thật ra rất là chật chội và cạnh tranh rất khủng khiếp, bởi vì chúng ta sẽ có Toyota Veloz nè, sẽ có Mitsubishi Xpander nè, sẽ có Suzuki XL7, Suzuki Ertiga. Ertiga thôi bỏ qua một bên đi. Và những ngôi sao đó sẽ chìm hẳn khi chiếc Stargazer này ra đời. Ok, về ngoại hình của Stargazer thì nhiều người chê cười nó, nhìn nó mắc cười lắm. Đó, đó, đó. Vậy thì chiếc xe này được thiết kế bởi ai mà có cái thiết kế kỳ vậy? Mình mới search trên Wikipedia thì cái ông thiết kế ra cái chiếc xe này ở trong số Sang Yuk Lee, ổng tên là Sang Yuk Lee, một người thiết kế xe của Hyundai Motor. Trước đây thì ông đã từng thiết kế ra chiếc Chevrolet Camaro 2010, Bentley Continental GT và Bentley Flensburg. Nếu mà nhìn kỹ hơn về cái tiểu sử của cái ông Sang Yuk Lee này á, hình như ông thích những cái hình tròn. Ông thích những cái hình tròn cho nên là những cái thiết kế của ổng trong quá khứ đều nó hơi bầu bầu, tròn tròn, nó luôn có một cái nét gì đó nó tròn vo. Rồi, và tại sao thiết kế như thế này? Thiết kế như thế này nó khiến cho chiếc xe nó có chỉ số cản gió, chỉ số khí động học rất là tốt. Nó chỉ có 0,32 CD thôi. Và như mình đã nói lúc nãy thì chiếc xe này giống như cái trứng cắt đôi. Và tại sao cái trứng lại có hình như vậy? Tại vì con gà nó cần dễ đẻ và một chiếc xe cần phải đỡ cản gió thì nó mới tiết kiệm được. Rồi ok, chúng ta sẽ cùng bước ra xem ngoại hình của chiếc Hyundai Stargazer. Nếu mà nói về ngoại hình mà mình thích ở chiếc xe này á, thì mình thích cái đèn. Cái đèn trước á, là khi chúng ta nổ máy lên thì nó sẽ sáng cái đèn lên. Và nó có thể sáng liền một dải, và tôi nghĩ là ai mua xe này về cũng sẽ độ cho cái đèn giữa này nó sáng đồng đều với đèn hai bên, để giúp cho nhìn nó giống như là một cái nhát dao cắt vào cái trứng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn xuống bên dưới. Lưới tản nhiệt được thiết kế kiểu dáng hình tổ ong kéo dài, và đèn cũng thiết kế kiểu dáng rất là giống tổ ong ha. Cái đèn này còn có một tính năng rất là hay, đó là có thể lên pha xuống pha dựa theo xe đối diện hoặc là xe ngược chiều. Khi mà có xe ngược chiều thì tự động nó hạ pha xuống. Đây cũng là tính năng mà mình cảm thấy rất tuyệt vời ở Việt Nam, tại vì rất là nhiều tài xế Việt Nam chạy xe cứ để pha hoài. Hàng xóm, tắt nhạc đi. Phần đầu xe và phần thân xe cho mình cái cảm giác đây, ngoài việc trong nó như quả trứng thì trong nó cũng, nói chung là về thiết kế ngoại hình chiếc xe này nó ngộ lắm. Mình không biết diễn tả làm sao, nhưng mà nó không giống những chiếc xe mà chúng ta từng thấy trên thị trường. Và trong quá khứ thì có những chiếc xe tương tự vậy, ví dụ như chiếc Toyota Previa. Tuy nhiên là nhìn chiếc xe đó thì thiết kế nó bị cổ lỗ sĩ. Chiếc này thì không có cổ lỗ sĩ mà nhìn nó hiện đại theo kiểu quá tương lai. Rồi, bộ mâm bên dưới là mâm 16. Và phần thân xe nó vuốt dài ra phía sau. Và điểm này là điểm mình thích nhất nè. Ở vị trí cục D thì chúng ta sẽ thấy là nó giống như có một cái mối ghép khiến cho phần thân trên và thân dưới nó giống như là hai cái gì đó nó chụp lại với nhau ha, một cái điểm nối bốn, chia làm bốn cạnh. Và phần đuôi xe mới là phần chi tiết thiết kế mà mình cảm thấy rất ấn tượng. Khi chúng ta đề máy, mình sẽ đề máy cho bạn. Khi mình đề máy lên thì các bạn sẽ thấy là cái phần đèn sau nó sẽ thể hiện y chang chữ H luôn. Đây là chữ H nè, chữ H của Hyundai nè. Y chang một chữ H luôn, nhìn từ sau là nhìn là biết Stargazer. Nhìn là biết Stargazer. Và một điểm mình thấy thích nữa đó là phần đuôi sau này khi nhìn á là trông nó bệ vệ, trông nó to hơn kích thước mà thực tế của chiếc xe. Hình tròn luôn luôn cho cảm giác to. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói về phần động cơ.
Khoang động cơ của chiếc Hyundai Stargazer này là một khoang động cơ sử dụng động cơ Smart Stream 1.5 lít. Đây, cái cây đây rồi. Động cơ Smart Stream 1.5 lít đặt ngang. Đó, các bạn nhìn thấy không? Khoang động cơ nè. Không có bị chống quắc như cái chiếc Veloz đâu nha mọi người. Nhìn nó kín đáo và dây nhựa rồi nó làm chỉnh chu lắm, nhìn làm chỉnh chu lắm, không có bị lởm khởm như là cái chiếc Veloz. Và một điểm khi mà chúng ta nhìn vào cái khoang động cơ này chúng ta sẽ thấy đó là gì? Phần khoang động cơ nó không có quá rộng đâu, khiến cho cái phần thân xe nó cố tình nó đưa ra phía trước nhiều hơn để tạo không gian bên trong. Các bạn sẽ thấy là cái máy nè, cái trục cơ sở cái máy nè, rồi xong rồi cái cốt máy nó sẽ nằm bên dưới này luôn. Cốt máy nằm bên dưới này luôn. Rất là gọn và đáng yêu. Phải nói chiếc xe này trông rất là đáng yêu. Rồi, phía trước là chỉ có vậy thôi, thân xe vậy thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào nội thất để xem nội thất chiếc xe này có điểm gì đặc biệt ha. Rồi, khi bước vào trong xe thì chúng ta sẽ thấy đó là Hyundai họ sử dụng cái cần số cũng tương tự với những cái xe Hyundai khác, rất là công thái học, để tay vô là thấy sướng liền. Và kế bên là nút Drive Mode, chúng ta có thể điều chỉnh các chế độ lái là Eco, Normal. Wow, cái xe này mà có Sport luôn á. Bấm Sport thì hơi khác một xíu, là thường khi bấm Sport đó là cái màn hình nó sẽ chuyển thành màu đỏ, nhưng mà ở đây nó hơi hường á, nó hơi hồng. Ừ, chắc cái Sport này nó cũng dịu dàng. Ok, rồi. Và một điểm ấn tượng nữa là trên cái xe này không gian để đồ là những thứ được Hyundai ưu ái nhất. Chúng ta có thể để đồ ở đây, để đồ trong này, có thể sạc không dây ở đây, có thể nhét chai nước vô cái chỗ này và mở ra để thành một cái chỗ để đồ rộng rãi ha. Các bạn sẽ thấy là đây, băng vô đây được luôn, hợp lại luôn. Về không gian để đồ chiếc xe này thì phải nói là quá rộng rãi. Ở đây chúng ta có một cái hộp để đồ và để vừa một cái hộp của mình, rồi chắc để vừa cái bóp nho nhỏ ha. Bên dưới này thấy một hộp để đồ nữa. Bên chỗ cửa chúng ta có thể để đồ ở đây. Và bên dưới có tới 3 chỗ để chai nước, 3 chỗ để chai nước, tuy nhiên lại thiếu đi cái chỗ để mắt kính. Rồi kính mình để đâu? Không có chỗ để kính. Mà không sao, như vậy là đã quá đủ rồi. Và phía trước này thì chúng ta ở góc nhìn này chúng ta sẽ thấy là nó khá là phi thuyền. Mình như một cái ngồi trong cái kén gì đó. Bên dưới này chúng ta sẽ có những cái bảng điều khiển cảm ứng nè. Máy lạnh auto nè. Auto luôn, hai vùng độc lập luôn ha. Chỉnh nhiệt độ thì chỉnh nhiệt độ, và chỉnh gió thì chỉnh cơ. Cái gì cần chỉnh cơ thì chỉnh cơ, và cái gì cần cảm ứng thì cảm ứng. Màn hình cảm ứng nè, màn hình 12 inch bự ơi bự luôn. Bấm qua bản đồ cho mọi người nhìn. Đó, bự ơi bự luôn. Rồi, và trên cái màn hình này chúng ta sẽ có Apple CarPlay không dây và Android Auto không dây luôn mọi người. Không dây luôn nha mọi người. Rồi, đây là màn hình Apple CarPlay nè. Đó, các bạn sẽ xem cái độ nhạy của nó nè. Phải nói là khủng khiếp, rất là nhạy, rất là mượt luôn. Wow, đã chưa? Và cái màn hình này được dán nhám nha mọi người. Nhám chứ không phải bóng, cho nên là sờ rất là đã tay. Đó, phê không? Phê lắm luôn. Và một điểm mình chê ở cái màn hình này là gì? Đó là chỉnh volume. Có tới 100 mức volume lận. 100 mức và mình phải bấm từ từ từ. Có tới 100 mức volume được mọi người. 100 mức volume, và khi chỉnh thì nó bị lâu. Thì đó là cái điểm chê của mình trên cái màn hình này. Và một cái điểm khen nữa đó là đây là chiếc xe duy nhất ở phân khúc dưới 1 tỷ mà có dàn loa xịn. Chiếc xe này có sử dụng 8 loa Bose, 8 loa Bose. Và phải nói cái này thật chi tiết về âm thanh ở chiếc xe này, đó là chúng ta sẽ có một cái loa chép trên đây, một cái loa center trên này nha, để tái tạo sân khấu âm thanh nha. Trên này có một cái loa center nữa, có nghĩa là hai cái loa chép hai bên, hai cái loa trầm bên dưới sẽ tái tạo được một cái sân khấu âm thanh phía trước này. Cho nên là ngồi cái xe này mà lái xe
nghe nhạc du dương và một buổi chiều mưa thì nó phê hơn Veloz rất nhiều. Nó phê hơn Veloz rất nhiều mọi người ạ. Ok, rồi ở chỗ vị trí người lái của mình thì mình sẽ thấy đó là ở vị trí này ngồi rất thoải mái, có bệ tựa tay nè. Có chỗ tựa tay nè. Vô lăng 4 chấu và có trên vô lăng này có các nút điều khiển chế độ nghe nhạc, rồi xong rồi có cruise control, và cruise control trên xe này á, là có thể bám theo xe phía trước luôn. Ngoài ra thì chiếc xe này còn có tính năng đó là hỗ trợ giữ làn đường, phanh khẩn cấp, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo va chạm phía sau, và nếu như có cái xe nào mà đang đi qua mình đang mở cửa ra thì nó cũng có thể cảnh báo cho mình luôn. Tất cả đều sử dụng radar. Khi mình dê ra thì nếu như có xe tới thì nó sẽ báo cảnh báo va chạm và nó thắng luôn. Các bạn thấy không? Thắng luôn để tránh xảy ra va chạm. Trên này chúng ta sẽ có các lỗ gió máy lạnh làm bằng nhựa thôi. Tuy nhiên là trên này còn có một cái hộc để đồ. Trời ơi, đây là một cái hộc để đồ tiềm ẩn mọi người. Wow, cái này là giấu đồ là phê luôn á. Để coi, để vừa cái điện thoại. Wow, một cái hộc để đồ ẩn giấu đằng sâu bên trong. Ngoài ra thì trên chiếc xe này vào buổi tối cũng rất đẹp, bởi vì trên xe được trang bị đầy đủ đèn ambient light, đèn môi trường, và hình như là có thể chỉnh được cái màu đèn môi trường. Tại vì thường là có đèn là phải chỉnh được, nói chung là sẽ chỉnh được, nhưng mà các bạn nào mà mua xe về thì tự chỉnh đi ha, mình không có làm cho mọi người đâu. Ok, tại sao cái thiết kế này lại là hình cái trứng bị cắt làm đôi? Thiết kế hình cái trứng bị cắt làm đôi khiến cho ở phần trên này nó bầu và cái trần xe nó rất là cao so với kích thước xe. Các bạn sẽ thấy đó là mình sẽ ngồi, mình đang chỉnh lên hết cỡ nè. Chỉnh lên hết cỡ nè. Lên, chỉnh bằng tay. Lên, hết cỡ rồi. Cái đầu mình vẫn còn cách trần rất là nhiều. Trong khi, và các bạn thấy không, cái người mình là gần cái vô lăng luôn rồi đó. Trong khi những cái xe khác đó là chúng ta sẽ, cái khoảng trên đầu này nó sẽ không bao giờ được thoải mái như vậy đâu. À, do cái thiết kế hình cái trứng bị cắt làm đôi khiến cho phần trần xe trong nó rộng rãi hơn. Một điểm chê đó là ở trên chỗ cục A này nó khá lớn, tuy nhiên họ có trang bị một cái cửa sổ nhỏ này để chúng ta có thể giảm bớt cái góc nhìn bị che khuất. Cục A này đúng chữ A luôn á. Rồi chúng ta sẽ ra hàng ghế phía sau để xem là không gian phía sau ngồi có rộng. Ở hàng ghế thứ hai thì phải nói về chỗ để chân là rộng mênh mông. Phía trước mình đang chỉnh ghế cho một người tài xế cao 1m76 như mình ngồi. Và phía sau này rộng mênh mông luôn mọi người. Phía sau này chúng ta sẽ thấy có cũng như phía trước rất là nhiều hộc để đồ. Chính giữa này một hộc, hai bên đây 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trên này chúng ta có thể mở cái bàn ra để làm việc. Và có cái khay này để bút nè. Và cái chỗ này để ly nè. À, xịn sò luôn, coi như là tất cả những cái chi tiết trên này đã quá, ngồi thư thái thư giãn. Và các cửa gió máy lạnh thì phía sau chúng ta sẽ chỉ có một cái hộc lỗ gió máy lạnh phía trên này để điều chỉnh cho vừa hàng ghế thứ hai vừa hàng ghế thứ ba. Chúng ta sẽ có 4 cửa gió và có thể chỉnh 3 nấc gió nè. Thì các bạn nào ngồi hàng ghế thứ ba ở chiếc xe này thì phải quan hệ tốt với lại các bạn ngồi hàng ghế thứ hai để nhờ họ chỉnh giùm. Thì chúng ta sẽ ra hàng ghế thứ ba để xem là ngồi có thoải mái hay không. Đặc biệt đó là trên cái ghế của hàng ghế thứ hai này có ISOFIX, có nghĩa là chúng ta có thể gắn được ghế dành cho em bé. Những ai mua xe này về dành cho gia đình thì lưu ý hãy chọn xe có ISOFIX, vì chúng ta có ở trong này nó có một cái ngàm sắt này để gài cái ghế vào và cố định luôn, rất an toàn cho trẻ em. Và thông thường khi đi những chiếc xe MPV 7 chỗ chúng ta sẽ bị bực bội. Tại vì sao? Tại vì cái ghế này mỗi lần mở ra mở vô rất là khó. Thì Hyundai họ cho cái kết nối một chạm. Một đây, mở ghế lên một chạm nè mọi người. Các bạn thấy không? Chỉ một chạm thôi. Các bạn hãy thử lại làm điều này với lại chiếc mấy chiếc xe 7 chỗ khác đi. Rồi, mình sẽ ra hàng ghế thứ hai phía sau. Thoải mái luôn mọi người. Thật
không thể tin được. Không thể tin nổi. Không thể tin được, ngồi thoải mái luôn á. Và bên chỗ này chúng ta sẽ có hai hộc để đồ, để điện thoại. Wow. Phía sau này ngồi hai người là thoải mái luôn á. Tuy nhiên là hàng ghế này thì nó lại hơi... Các bạn hãy xem cái chỗ trên đầu mình nè. Có cái xe nào mà hàng ghế này mà ngồi phía sau mà trên đầu mình còn vậy không? Wow, đây là ưu điểm của thiết kế, của thiết kế cái chấn úp ngược. Wow. Chiếc xe này chắc sẽ bán rất là chạy đó. Bán rất là chạy, và đặc biệt ai mà mua chở chạy dịch vụ thì, hoặc là gia đình đông người thì chiếc này là đỉnh luôn, tuyệt vời luôn. Đó, các bạn thấy mình ngồi hàng ghế thứ ba mà không hề có một cái cảm giác khó chịu nào cả. Chân mình còn dư nè, chân còn dư rất là nhiều luôn. Hàng ghế thứ ba này có thể gập phẳng lại. Xin lỗi mọi người, mình đang ở Hà Nội có, cho nên là mình không có nhiều cái sự lựa chọn để mà để đồ. Các bạn sẽ thấy, các bạn sẽ thấy đó là ở đây chúng ta sẽ có một cái không gian để đồ rất là rộng luôn. Để được mình nghĩ là một đống vali luôn á. Và xếp phẳng lại thì còn khủng khiếp nữa. Không gian chiếc này là khỏi chê luôn. Tuyệt vời. Cốp đóng tay nha mọi người. Ok, đi. Rồi, bây giờ mình chuẩn bị chạy thử chiếc Hyundai Stargazer trên đường trường mà thử các tính năng an toàn của nó. Mình chê một cái. Bây giờ để mà nghe được nhạc thì phải bấm rất nhiều. Nhạc này không bản quyền, không sao. No copyright. Rồi bây giờ mình vô số nè. Để chế độ, đang chế độ Sport nè mọi người. Động cơ 1.5. Để xem nó vận hành như thế nào. Sport thì nó không công bằng lắm. Mình sẽ chuyển qua chế độ, có luôn cả chế độ Smart, chế độ thông minh của xe Hyundai. Tua máy 1.300, 1.400 là đủ kéo cái xe đi rồi. Rồi, về vô lăng thì vô lăng của Stargazer không gọi là quá chuẩn như những chiếc xe xịn hơn của Hyundai. Nói chung là nếu mà vô lăng xịn như Santa Fe thì ai mà mua Santa Fe nữa. Vô lăng cũng vừa phải thôi. Tốc độ mình đang đi là 38, và các bạn có thể nhìn máy quay phía sau, góc quay phía sau để thấy là cái độ nhạy của vô lăng. À, góc quay phía sau đang bị lệch qua lệch lại nè. Tốc độ rất là thấp ha. Thì với cái độ nhạy vô lăng này thì mình thấy là đã ngon hơn Veloz rồi. Ngon hơn Veloz rồi. Có vẻ như là cũng ngon hơn cả Xpander luôn. Giờ mình thử khả năng tăng tốc ha. Tăng tốc không quá sốc đâu. Không sốc kiểu Suzuki XL7 đâu. Nó nằm khoảng giữa Xpander với XL7. Mạnh hơn Xpander và yếu hơn XL7. XL7 vẫn là một cái xe MPV có khả năng tăng tốc tốt. Tuy nhiên mình thích cái cảm giác vô lăng trên chiếc xe này. À, vô lăng nè, như vậy nè. Và mình thấy là một cái điểm mình thích nữa đó là chiếc xe này cho cảm giác đó là không bị hai lái như là đi những cái xe MPV khác. Đi xe MPV khác thì chúng ta sẽ bị cảm giác đó là cái đầu vô trước, cái đuôi vô sau. Nhưng mà chiếc xe này chúng ta cảm giác là nó khá là liền khối mỗi khi âm cua. Bây giờ mình sẽ thử một cái cua phải đi ha. Thử một cái cua phải. À, khá là liền khối ha. Chiếc xe này có ưu điểm về không gian. Tuy nhiên là về bề ngang thì cũng có nhược điểm tí xíu, đó là bề ngang không được quá rộng như là Xpander đâu. Nhưng vẫn rộng hơn Veloz. Rộng hơn Veloz. Mình cảm giác là rộng hơn Veloz. Và khi qua các gờ giảm tốc thì một điểm ấn tượng đó là chúng ta sẽ không nghe cái tiếng nội thất kêu nhiều như là trên Veloz. À, tiếng nội thất kêu không có nhiều như Veloz. Veloz thì khi mỗi khi chúng ta qua ổ gà hay là những cái gờ giảm tốc thì nghe nguyên cái nội thất nó kêu. Chiếc xe này không có như vậy. Các tài xế khi mua xe này về họ sẽ thích ở chỗ đó là có 4 chế độ lái. Thí dụ như chúng ta cần chở khách hay là đi trong thành phố, chúng ta sẽ dùng chế độ Eco.
Và với chế độ Eco thì sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn, phản hồi chân ga chậm hơn. Còn lỡ mà ra đường trường, nhất là ở khu vực Hà Nội, thì các bạn có thể chọn qua chế độ Sport. Và như mình nói lúc nãy đó, là cái Sport này nó ngộ lắm, nó không phải màu đỏ mà là nó màu hường mọi người. Chuyển qua Sport mà nó thành màu hường đó. Và khi chuyển Sport thì chúng ta sẽ thấy là chân ga nhạy hơn, đạp ga nó cũng lên bốc hơn. Còn nếu mà muốn hộp số và chân ga nó tự can thiệp theo cái nết chạy thì chúng ta chọn chế độ Smart. Có cả đèn tự động luôn mọi người. Đèn tự động thì hình như là trên Xpander thì không có thì phải. Xpander không có đèn tự động. Xe này có đèn tự động luôn, tức là đèn tự động bật sáng tối. Còn chiếc xe này còn có tính năng ghê hơn nữa, đó là khi có xe ngược chiều nó tự động nó hạ pha. Đó, nếu như chúng ta đi đường trường mà chúng ta xài pha thì có xe ngược chiều nó hạ pha và nó sẽ lên pha lại khi mà không còn xe ngược chiều. Bạn thấy ghê chưa? Mỗi khi mà làm những cái xe review, những cái xe mà có tính năng an toàn và những cái tính năng xịn sò thì mình hay dùng từ thấy ghê chưa. Trời ghê chưa, ghê thiệt. Ghê chưa. Rồi bây giờ mình sẽ quẹo ra đường trường tí xíu ha. Đây là khu Vinhome Ocean Park của Hà Nội và đường rất là rộng. Ở đây chúng ta sẽ thử được nhiều tính năng hơn. Rồi bây giờ mình cài Cruise Control tốc độ 49. Cái Cruise Control này hình như là không có adaptive, không có nhận diện xe phía trước mọi người. Không có adaptive mọi người. Không, Cruise Control này không có adaptive, Cruise Control này chỉ là ga điện tử thôi, chứ không có ga điện tử thích ứng. Tuy nhiên nó có một cái tính năng rất là hay, đó là cảnh báo lệch làn đường. Mỗi khi mà đi qua lệch làn đường các bạn nghe tít tít á, thì đó là cảnh báo lệch làn đường. Và có cả lane keeping assist, lane keeping luôn. Bây giờ chúng ta sẽ bấm lane keeping thì ngay lập tức nó sẽ chỉnh cái xe về giữa làn đường đi nè. Không cần biết là làn đường rộng bao nhiêu, nó sẽ đi chính giữa. Đó, nó sẽ đi đến giữa làn đường nè. Rồi à, chúng ta cố tình để nó lệch xíu thì nó sẽ cảnh báo. Vô lăng của cái xe này thì mình thấy là nó khá là dịu dàng. Nó theo cái kiểu rất MPV nhưng mà lại nhạy hơn nha. Nhạy hơn chứ không phải như những chiếc MPV khác. Và có xe phía trước thì nó sẽ báo, có xe phía sau đang vượt tới thì nó sẽ báo cảnh báo điểm mù. Về độ ồn của chiếc xe này thì mình đang đi trên đường đường này, đường 5 của Hà Nội. Tốc độ bắt đầu mình đang tăng lên nè. Và khi lệch làn đường nó báo nè, lệch làn đường ngay lập tức nó báo nè mọi người. Hay quá. Đây nó đang chỉnh cho về đúng làn đường nè, mặc dù làn đường ở đây là rất là mờ nhạt nha, nhưng mà nó vẫn đang chỉnh đúng làn đường luôn. Và nếu như đường có cong thì cái vô lăng nó tự động nó sẽ hơi chỉnh nhẹ tí xíu. Và lỡ mà mình bỏ tay ra thì nó báo mình giữ tay trên vô lăng. Đây đường cong nè, đường cong nè, đường phía trước cong nè, nó đang chỉnh nè. Các bạn thấy không, tay mình chỉ để lên thôi chứ không, mình không có chỉnh vô lăng và nó đang chỉnh vô lăng luôn. Các bạn thấy ghê chưa? Một cái xe phân khúc MPV 7 chỗ giá rẻ mà tính năng nó vậy đó, khủng khiếp. Và với tính năng hỗ trợ giữa làn đường như thế này thì mỗi khi chúng ta chuyển làn chúng ta phải xi nhan, nếu không là nó sẽ bể vô lăng chúng ta. Đó, chúng ta chuyển làn chúng ta xi nhan và ngay lập tức là nó sẽ nhận cái làn giữa này luôn và nó sẽ đi. Có luôn cả tính năng cảnh báo va chạm sớm. Tuy nhiên là những tính năng đó thì các bạn vui lòng coi trên những cái clip giới thiệu của hãng, chứ mình sẽ không thử những tính năng đó trên đường trường nha mọi người. Đó là những tính năng gọi là hy hữu lắm mới xài, chứ chúng ta không cố tình thử nó. Rồi các bạn sẽ thấy là mình đang đi ở tốc độ 6-70 gì đó, ở 60 nè. Mình sẽ lên tốc độ tí xíu. Và đường ở đây thì bề mặt đường cũng không có đẹp lắm đâu, nhưng mà cái tiếng ồn trong xe rất thấp. Tiếng ồn này ngang hoặc thậm chí hơn cả Xpander mới luôn mọi người. Và tất nhiên là hơn Veloz là chắc rồi đó, chắc chắn là hơn Veloz. Rồi đang bẻ vô lăng nè, thiết ghê chưa. Ôi ôi, phân khúc xe này mà chỉnh vô lăng các kiểu, coi như là mình có một cái từ để miêu tả về Hyundai Stargazer, có nghĩa là chiếc xe này sẽ phổ cập cho các tài xế
ở phân khúc xe giá rẻ, biết được những tính năng an toàn là như thế nào và đưa chúng ta lại gần hơn với công nghệ xe hơi trên thế giới. Về máy lạnh á, thì mình đang mở 21 độ, hai nấc gió, và ở cái trời Hà Nội hôm nay không phải là trời lạnh đâu mọi người, khá nóng đó. Thì mình thấy đó là bên ngoài là 33 độ C nè, trên này có thể hiện luôn, bên ngoài là 33 độ C nè, 33 độ C nè. Và mình thấy là 21 độ thì hơi bị lạnh, mình phải tăng lên luôn á. Thử 24 coi có mát hay không, có bị lạnh, có ok hay không. Bộ tăng trợ lực điện luôn nha mọi người, trợ lực điện nhẹ nhàng nè, quay bằng một ngón tay, ghê không, quay bằng một ngón tay. Và xung quanh chúng ta về vật liệu thì các bạn sẽ thấy đó là cái cách của Hyundai không làm chỗ này màu đen bóng nữa, họ làm bằng cái màu nhám hơi xám, khiến cho khi đi trời nắng á, chỗ này nó không bị hắt vào mặt mình nè, không có bị bóng vào mặt mình. Rõ ràng là những cái nhược điểm của những chiếc xe trước đây của Hyundai họ khắc phục dần dần. Chỗ này là màu xám nè, và không hề phản chiếu một cái ánh sáng nào vô mặt mình, làm cho mình khó chịu. Về vật liệu thì chỗ nào cần da thì họ sử dụng da, cần số nè, dùng da nè, chỗ bệ thì tay là da nè, bên chỗ cửa là da nè. 20 giây nữa. Phía trên này họ có một cái camera để cho cái tính năng an toàn của họ, là họ dùng cái camera trên này ha. Còn phía sau là họ dùng radar. Và một điểm đáng khen nữa trên chiếc xe này đó là những cái cần chỉnh xi nhan hay là cần chỉnh thì nó đều rất là nhẹ nhàng. Quay đầu lại để xem bán kính quay đầu có nhỏ hay không. Trời ơi, các bạn coi bán kính quay đầu nè, rất nhỏ luôn, bán kính quay đầu rất nhỏ luôn. Wow, wow. Chiếc xe này cũng như những chiếc xe Hyundai khác, chúng ta rất khó chê, rất khó chê. Tốc độ lên tới 70 rồi nè, mà các bạn coi, phuộc êm, gầm êm, máy vừa phải, hộp số CVT đủ kéo cái xe này. Và đặc biệt đó là ở tốc độ cao, như hồi nãy mình có chạy lên tốc độ 100 km/h thì tua máy chỉ có 2.000 vòng thôi, thì các bạn có thể biết là nó tiết kiệm, sẽ tiết kiệm xăng như thế nào rồi đó. Kính chỉnh điện, gập chỉnh điện, gập kính chỉnh điện luôn. Cửa kính auto một chạm cho cửa tài. Ga điện tử, lane keeping assist, cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo va chạm phía sau. Quá trời tính năng luôn, chiếc xe này quá nhiều tính năng cho một chiếc xe ở phân khúc này. Quá nhiều tính năng. Chỉnh chế độ lái trên vô lăng luôn nè. Có luôn cả cảm biến áp suất lốp luôn nè mọi người, cảm biến áp suất lốp luôn đó. Các bạn có thể chỉnh đèn môi trường ở trong đây, ambient light từ cái màn hình chính giữa, chỉnh cái độ sáng của màn hình của đèn ambient light nè, cửa nè, auto lock nè, auto unlock nè. Auto lock là enable, là chúng ta sẽ có thể chỉnh là khóa cửa theo tốc độ, hay là khóa cửa khi mà chúng ta vô số. Khóa cửa tốc độ thì chúng ta sẽ cảm thấy cái tiếng kêu khi mà khóa cửa nó không bị khó chịu. Khóa cửa khi mà vô số thì chúng ta vừa mới vô số cái nó cái cập thì nghe nó hơi khó chịu. Xe nào cũng vậy. Rồi auto unlock là ở những cái hãng xe khác á, cái phần mà chỉnh tự động mở khóa cửa phải vào hãng yêu cầu chỉnh. Ví dụ như Mitsubishi thì phải vào hãng yêu cầu chỉnh nha, hoặc là gắn thêm thiết bị. Nhưng mà trên xe này thì khi chúng ta bấm về P thì chúng ta có thể điều chỉnh nè, về P là sẽ tự động mở hết khóa cửa. Và chiếc xe này còn có một cái tính năng rất là ghê gớm nữa, đó là gì cho các bạn xem, đó là khởi động từ xa. Ở cái khí trời miền Nam của chúng ta, đây là tính năng quý báu nhất luôn. Chúng ta có thể khởi động từ xa để cho xe nổ máy trước, rồi chúng ta lên xe thì xe nó mát sẵn rồi, lên xe là chúng ta sẽ được tận hưởng cảm giác mát mẻ luôn. Coi như là không thiếu gì cả, không thiếu một tính năng gì cả. Trời, thì cái bây giờ còn thiếu gì nữa đâu. Loa thì 8 loa Bose, Apple CarPlay, Android,
Có luôn cả Apple CarPlay không dây và Android Auto không dây luôn. Còn gì nữa để chê. Bây giờ mình đi đường tốc độ cao là mình thấy là nó cũng rất êm luôn. Về không gian thì chở đủ 7 người. Chỗ để chân rộng rãi. Bề ngang thì ở hàng ghế thứ hai nó hơi không được rộng như những cái xe cùng phân khúc khác. Tuy nhiên đó là gọi là gì ta? Một cái nhược điểm nho nhỏ giữa một rừng ưu điểm. Đó, một cái nhược điểm nho nhỏ giữa một rừng ưu điểm thì chúng ta hoàn toàn có thể bỏ qua điều đó để mua cái xe này về. Cũng giống như cách mà những người mua Veloz bỏ qua những cái tồi tệ của nó vì nó đẹp. Rồi, mình vừa mới review chi tiết chiếc Hyundai Stargazer, một ngôi sao mới, và cuộc chiến ở phân khúc MPV 7 chỗ cỡ nhỏ này sẽ càng ngày càng khốc liệt khi có thêm sự xuất hiện của Hyundai Stargazer. Chuyển làn cái là báo liền nè, cảnh báo là có xe vượt tới. Như là không thiếu một cái gì cả. Chiếc xe này xứng đáng để mua về để chở gia đình, rất xứng đáng luôn. Các bạn sẽ cảm thấy là việc lái xe nhẹ nhàng hơn, không cần phải suy nghĩ nhiều. Đầy đủ tính năng an toàn, 6 hay 7 túi khí gì đó, các bạn vui lòng coi thông số trên Google. Mình không quan tâm đến cái điều đó lắm đâu. Tại vì xe phân khúc như thế này thì Hyundai họ luôn luôn chăm chút và cho những cái tính năng, những cái gì an toàn nhất là họ đều gắn vào xe cả. Để mình xem mức tiêu thụ nhiên liệu coi nó nhiều. Sáng giờ mình chạy rất là hỗn thì mức tiêu thụ nhiên liệu đó là 7.4 trên 100 km. 7.4 mình đi từ đường từ Hà Nội, từ dịch Vọng Hậu Hà Nội đi ra Ocean Park thì mức tiêu thụ nhiên liệu là 7.4 nha mọi người. 7.4 khá tiết kiệm với cái người chạy xe chùa, xăng chùa như mình. Ok, bye bye mọi người, và nhớ subscribe kênh Xe Vui Việt Nam. Xin cảm ơn mọi người đã thích clip này. Mình là Lê Thượng Tiến. Bye bye.